Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lan Ông thực hiện ca cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thắng mắc bệnh thoái hóa cột sống. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra thoái hóa cột sống. Tuổi tác. Thoái hóa cột sống là căn bệnh có tính quy luật, bởi vậy tuổi tác chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra căn bệnh này. Đến một giai đoạn nhất định, tế bào sụn ở cột sống sẽ mất dần độ đàn hồi và khả năng chịu lực. Tính chất công việc. Người thường xuyên phải mang vác vật nặng, ngồi hoặc đứng quá lâu đều là những nguyên nhân khiến thoái hóa cột sống có nguy cơ khởi phát. Mang vác nặng. Việc mang vác vật nặng thường xuyên sẽ gây áp lực đến cột sống tại vùng cổ và vai. Đây là tác nhân khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn. Từ đó bệnh sẽ được hình thành. Ngồi lâu ở một tư thế. Dân văn phòng. Người phải thường xuyên làm việc với máy tính hay những công nhân may là đối tượng dễ mắc thoái hóa cột sống nhất. Việc phải ngồi làm việc nhiều giờ mỗi ngày ở một tư thế sẽ gây áp lực đến cột sống, đặc biệt là vùng cổ và lưng. Bên cạnh đó, nhiều người trong quá trình làm việc còn ngồi không đúng tư thế, phần đầu và vai có xu hướng cúi gập về phía trước. Nguyên nhân bệnh thoái hóa cột sống do ít vận động, áp lực từ công việc, nhiều mối lo toan trong cuộc sống làm cho khoảng thời gian thư giãn, vận động của rất nhiều người Việt hiện nay bị thu hẹp lại. Hậu quả của việc ít vận động là xương khớp không được dẻo dai, gân và cơ dễ bị đau nhức. Dinh dưỡng kém. Người hay bị thoái hóa cột sống thường có chế độ dinh dưỡng kém hay bị rối loạn chức năng trao đổi dưỡng chất trong cơ thể sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao hơn người bình thường. Các nguyên nhân khác: di truyền, thừa cân, béo phì, người đã từng phẫu thuật, cơ yếu. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thắng luôn cảm thấy đau nhức và mệt mỏi, cột sống bắt đầu có vấn đề, tư thế của cơ thể đồng thời thay đổi. Do đó, người bệnh bị hạn chế vận động, gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được rằng bệnh thoái hóa là một căn bệnh nguy hiểm, nếu không được chữa trị sớm, bệnh sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề. Bệnh nhân đã chọn phương pháp cấy chỉ của thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng để được điều trị kịp thời. Sau đây, Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông xin giải thích về phương pháp cấy chỉ và những điều cần lưu ý khi đi cấy chỉ. Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt gút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt gút ở trong huyệt đó là tác nhân vật lý kích thích tạo thành xung điện và từ xung điện này nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15 đến 20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, cấy chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu rất nhiều. Trong nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh cơ, xương, khớp, hô hấp, phương pháp cấy chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh châm cứu không khỏi, nhưng khi cấy chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh, bởi cấy chỉ cùng một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh cùng một lúc. Khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh không cần phải lo lắng đến tác dụng phụ như điều trị bằng thuốc. Chỉ cắt gút dùng để cấy chỉ là một loại protein tự tiêu được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật nên rất an toàn. Với phương pháp cấy chỉ, người bệnh có thể tiết kiệm được thời gian chữa bệnh, không phải đi lại nhiều cũng như tiết kiệm được chi phí. Những bệnh nhân như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nhức nửa đầu, đau xương khớp do phong thấp, liệt dây thần kinh số 7, liệt nửa người, hen phế quản đều là những bệnh có thể điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Để đạt được hiệu quả cao khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh cần lưu ý đến những vấn đề sau. Không ăn quá no, uống rượu bia, nước ngọt, cà phê, không để cơ thể quá đói, cơ thể mệt mỏi, nghĩ ngợi trước khi điều trị. Khi đi cấy chỉ các bạn cần tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo rộng thoải mái. Sau khi cấy chỉ, người bệnh cần nghỉ ngơi tại phòng khám 15 đến 20 phút và không được làm việc quá sức sau đó. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470. Để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa
để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.